Chào các bạn, đây là dĩa bánh hẹ mình mới vừa làm xong, rất là thơm và ngon luôn. Thì bánh hẹ này các bạn có thể làm nhiều, mình bỏ vào tủ đông, khi nào mình ăn mình lấy ra mình chiên cũng rất là ngon. Thì cái này thì mình chiên theo kiểu điểm sắm, còn các bạn có thể chiên giòn hay là mình hấp ăn cũng rất là ngon các bạn. Thì cái này mình có thể ăn sáng, ăn trưa đều được ha. Và sau đây xin mời các bạn cùng vào bếp với mình nha. Đây là những nguyên liệu mình chuẩn bị để gói bánh hẹ bữa nay các bạn. Thì ở đây mình có 300g thịt heo xay, mình lựa có chút xíu mỡ thì mình làm bánh hẹ nó sẽ không có bị khô. Mình có 200g tôm mình đã lọc vỏ rửa sạch rồi ha, 150g hành tím và hành trắng, 60g hẹ, hẹ này mình cũng đã rửa sạch rồi. Giờ mình có hai cái gói để dành gói bánh hẹ ha, cái gói da đó các bạn. Thì cái này ở chợ châu Á bán rất là nhiều và có nhiều loại, thì mình thì thường hay dùng hai cái loại này, mình thấy nó cũng dai và rất là ngon. Mình có nửa muỗng cà phê rượu, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê tiêu, một ít bột ngọt và nửa muỗng dầu ăn. Và sau đây mình bắt tay vào làm nha. Và bây giờ thì mình lấy một cái tô, mình bỏ thịt xay vào. Bây giờ thì mình bắt đầu cắt củ hành nha. Củ hành thì mình cắt hạt lựu hơi nhuyễn một chút xíu hết các bạn, đừng quá to. Và của hành tím thì mình cũng cắt hạt lựu nha các bạn. Và bây giờ hẹ thì mình cũng cắt nhuyễn luôn nha các bạn. Mình cắt khúc nhỏ thôi. Dạ. Không nhuyễn nhừ nhưng mà mình cũng cắt hơi nhuyễn một xíu. Nếu các bạn nào thích ăn nhiều hẹ thì mình có thể bỏ hẹ, còn nếu mà không ăn được hẹ thì mình có thể bỏ hành lá cũng rất là ngon. Bỏ lên luôn ha. Và bây giờ thì tôm, mình bắt đầu băm tôm ha. Tôm này thì mình cũng xắt hạt lựu luôn nha các bạn, mà cắt nhỏ thôi. Tôm mình băm như thế này là được rồi nha các bạn. Coi như cái phần sơ chế nguyên liệu của mình đã xong rồi. Thì bây giờ mình bắt đầu trộn nhân ha. Thì mình cho rượu trắng, đường, muối, bột ngọt và tiêu. Cho dầu ăn ha. Hồi nãy mình quên giới thiệu cho các bạn, mình bỏ một cái trứng gà vào. Bây giờ thì mình trộn đều nha. Khi trộn thì các bạn nên mang bao tay mình trộn vào cho nó đều và nó dẻ hơn, nó dẻo cái nhân á, khi mình làm nó sẽ ngon hơn các bạn. Ra mình đã trộn xong cái nhân rồi các bạn nên nhớ trộn đều cho nó dẻo lại cái nhân. Ok ha. Bây giờ thì mình bắt đầu gói bánh nha các bạn. Thì đây mình đã chuẩn bị một chén nước lã rồi để dán bánh đó cho nó dính ha. Thì đây nó có hai bề, một cái bề láng và một cái bề hơi có bột. Thì cái bề có bột á thì các bạn để ra mấy bên ngoài ha. Bề láng mình để bên trong. Thì mình đổ vào đây khoảng nửa muỗng canh nhân. Hơi ít hơn một chút nha các bạn, tại vì cái miếng này nó rất là nhỏ. Bỏ nhiều nó bị khó, rất là khó gói. Xong rồi mình tha nước hết xung quanh của cái bánh. Rồi mình dán hai cái đầu lại rồi mình xếp hai bên. Thì gói bánh này nó có nhiều kiểu lắm, nhưng mà cái kiểu của mình gói như thế này là đơn giản nhất các bạn, rất là dễ gói. Đó, mình bóp nó lại có cái bánh ha. Thì mình đã chuẩn bị một cái dĩ, mình trải miếng ni lông thì đặng khi mà mình ăn không có hết đó thì mình có thể bỏ vào nguyên cái dĩ này vào trong đông đá luôn các bạn. Khi mà nó đông cứng á thì mình sẽ đem ra mình bỏ từ vô trong cái bịch ni lông mình để dành ăn rất là lâu. Bây giờ thì mình bắt cái chảo lên mình chuẩn bị chiên bánh hẹ ha các bạn. Thì mình bỏ vô đây khoảng một ít nước, độ khoảng hơn một khắp nước, bỏ vô đây khoảng một muỗng cà phê dầu ăn,
và mình cho bánh hẹ vào. Mình luộc trước ha. Thì mình chiên cái kiểu này là theo kiểu của điểm sắm. Thì bánh hẹ này các bạn có thể chiên giòn hay là có thể hấp, ăn cũng rất là ngon. Mình luộc sơ như thế này đặng cho cái bánh hẹ nó bớt đi cái chất bột thành cái độ nhờn đó các bạn. Khi mình chiên lại nó sẽ rất là ngon. Thì khi chiên bánh hẹ thì các bạn nhớ dùng cái chảo không dính ha, tại vì nó có chất bột thành ra nó rất là dính chảo. Mình bỏ bánh hẹ vô mình đẩy nhẹ để cho nó không có bị dính ở dưới đáy. Và mình dặn lửa vừa. Thì bánh hẹ của mình nãy giờ mình luộc được 2 phút rồi các bạn, thì mình lật qua một chút xíu nữa, khoảng 1 phút nữa là ok ha. Rồi, các bạn thấy cái da bánh hẹ này nó trong đó, cho nên mình thấy màu xanh ở trong nhìn rất là hấp dẫn luôn. Nếu như mình luộc mà nhiều nước đó các bạn thì mình không cần phải trở qua, còn ít nước thì mình trở qua khoảng phút nữa là coi như là được rồi. Da mình để khoảng 1 phút nữa thì coi như cái bánh hẹ của mình đã chín rồi. Thì bây giờ mình đi chắc cái nước này ra nha các bạn. Dạ, mình chắc cạn cái nước luôn. Dạ, còn lại một chút xíu thôi. Và bây giờ mình bắt lên cho bếp tiếp nha. Thì bây giờ mình bắt lên bếp tiếp, mình dặn cũng lửa vừa và mình cho khoảng một muỗng cà phê dầu ăn tiếp nha, để mình chiên nha các bạn. Thì bây giờ mình phải canh nó, tại vì nó sẽ vàng rất mau. Bây giờ thì mình đẩy nó riêng ra để nó sẽ bị dính vào nhau nha. Coi như đã hoàn tất rồi. Đây là dĩa bánh hẹ mình làm theo kiểu điểm sắm đã xong rồi nè các bạn, nhìn rất là thơm ngon luôn. Thì bánh hẹ này mình có thể chấm với nước tương và ăn với xíu kim chi cho nó chua chua cay cay, rất là ngon ha. Thì bánh hẹ này nếu mà các bạn làm nhiều mình có thể bỏ tủ đông ăn dần cũng rất là tiện lợi ha. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin bấm like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye.